Mấy anh em nuôi dê rồi, hôm nay Bình Thuận lại có một cái file mới. File này gọi dê rất là ok nha anh em. Có tiếng gọi với lại cái tiếng rút vừa dê cái và dê con. Cái file này nó sẽ hiệu quả cho anh em trong vấn đề là dụ phục dê về ở, tăng đàn với lại kích thích những bầy khác qua bên chòi của mình nha anh em. Thì bên Thuận bán cái lò gọi dê thì anh em cũng biết rồi, bán rất là nhiều anh em rồi, anh em sử dụng rất là ok. Bây giờ lại có tiếng mới nên Thuận báo anh em để anh em sưu tầm về làm cho nó hiệu quả nha anh em. File này thì chỉ cần một file là sử dụng được rồi anh em ơi, cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ Thuận xin phép Thuận mở cái bài tiếng dơi đó lên cho anh em nghe, anh em tham khảo. Thuận chèn cái bài nhạc vô để giữ lại bản quyền, anh em cần thì liên hệ để lấy bản gốc không bị chèn nhạc nha anh em. Đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe, đăng ký để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe, đăng ký để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe, đăng ký để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252. Còn những anh em nào mà chưa mua lo với lại tiếng dơi Bình Thuận thì Thuận cũng có bán sản phẩm đầy đủ cho anh em với lại tư vấn cho anh em nhiệt tình cho những anh em mới. Còn những anh em cũ thì tốt nhất nên sắm cái tiếng dơi này về làm cho hiệu quả nha anh em. Xong cái khúc này thì Thuận chèn một số clip khách mua lo, mua thẻ, mua tiếng dơi ở Bình Thuận về làm. Lớn nhỏ lặp lại đồ đủ thứ. Đó. Để ngồi mình sáng sáng chứ mình leo mình lấy cái lò xuống cho mọi người coi nha. Cho anh em coi cái lò đó, cái lò đó về nha anh em. Thì trước mắt là cứ như vậy đi, anh em cần thì liên hệ để Thuận tư vấn cho anh em nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Đó. Chạy nè, mình ở trong nhà mình điều khiển cái đầu nhất thiết thấy đâu nhà nhà khác phải không nè. Thôi vậy nha anh em, máy nó là như vậy, anh em cần thì liên hệ để được mua máy với lại tư vấn cho anh em cách làm nha. Chào anh em.